Một sự việc thương tâm vừa xảy ra tại Đồng Tháp, hai cha con ra đi một lượt vào buổi chiều 5 giờ ngày 26 tháng 10, khiến cho cả xóm xôn xao mà thương tiếc dùm cho hai cha con. Gia đình cũng nghèo khó, người cha năm nay 44 tuổi, còn người con năm nay học lớp 8, 14 tuổi. Điều đặc biệt xảy ra thật bất ngờ, người con giống như có những cái điềm báo về cho những người bạn của mình, nói rằng chắc mai mốt máy bay sẽ không gặp tao nữa đâu. Còn người cha thì mấy ngày trước thì có gặp người đã phước là người cha ruột của mình về rủ mình đi. Sau đó là những cái điềm báo gợn người. Vào 5 giờ chiều hôm qua thì người con đi bắt ốc cùng với người bạn và vô tình va chạm điện. Rồi cuối cùng tá quả người bạn chạy vào trong nhà kêu cầu cứu. Thì người cha và người vợ cũng như người chị của anh ấy chạy ra. Thì anh ấy vô tình để bị điện rồi ra đi luôn, khiến cho hai cha con nằm tại chỗ. Và bây giờ hàng xóm chia sẻ lại nghe mà xót thương gì đâu. Thấy được hoàn cảnh quá xót xa thì mấy anh em mình đến đây cũng trợ giúp được trên 10 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình làm tang lễ cho hai cha con. Người vợ cũng như là người mẹ khóc nức nở bên áo quan. Để hiểu hơn về câu chuyện hai cha con ra đi như thế nào, mời cô bác anh chị xem đến cuối video để xem người chị ruột của người cha chết đó, thì dẫn mấy anh em mình đi ra vị trí xem nơi vị trí mà hai con ra đi luôn nè. Người chị diễn tả lại rất là cặn kẽ luôn, mời cô bác anh chị xem đến cuối video sẽ hiểu rõ ạ. Cái đường dây điện nó đang cái này nè. Rồi anh đi ra đây là anh bắt cái gì? Bắt áo, bắt cua. Rồi nó lỡ tới đó làm điện giật nó luôn đó, nó nằm xuống đó. Nó nằm cái dụng đó đó, cái dụng đó là nó nằm ngay đó đó. Có chiếc dép đó hả? Thì đó, ngoài qua chiếc dép kia đem vô rồi phải. Mến chào cô bác anh chị, Cao Hấn đang có mặt tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Thì sự việc rất là thương tiếc xảy ra là hai cha con ra đi một lượt vào lúc chiều 5 giờ ngày hôm qua cả nhà ơi. Hiện tại thì một cái căn nhà thiết nhỏ nè, nhà sàn chứa đựng hai cái áo quan của hai cha con. Nghe nói người cha là 44 tuổi, còn người con là 14 tuổi, rồi đi ra sau hè, người con bắt ốc và vô tình va chạm điện, rồi cuối cùng người cha ra cứu. Thì hai cha con không biết tại sao ra đi vào chiều ngày hôm qua luôn. Thì nghe nói là gia đình rất là nghèo khó. Để hiểu thêm về sự việc như thế nào, mời cô bác anh chị cùng Cao Hớn mình vào bên trong để tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình ha, và sự việc hai cha con ra đi như thế nào luôn ạ. Dạ chào chị ha. Dạ. Thì mấy em trước tiên đến đây xin gửi lời đầu tiên là chia buồn đến gia đình của chị để bớt buồn ha chị. Dạ. Thứ hai mấy em cũng muốn tìm hiểu nguyên do của chú và người em ra đi như thế nào á. Dạ. Rồi mấy em có hướng để giúp đỡ gia đình mình một phần nào, nghe nói gia đình cũng khó khăn á. Dạ. Thì chú và người em ra đi như thế nào á chị? Trước khi con nó đi ra ngoài đồng, nó đi bắt cua. Nó hỏi, nó đi học về, nó nói mẹ ơi con đi bắt cua nghe mẹ. Nói ở nhà đi con chút ăn cơm. Nó phóng nó đi. Đi một hồi thằng kia nó coi thằng kia nó kêu nó không lên tiếng. Kêu không lên tiếng, nó chạy. Phóng dò bỏ chạy, mình chạy trước. Bỏ chạy tới cô ba nó chạy theo là chị chồng chạy theo. Mình nắm tay, nắm giò con, nắm giò nó Kiệt ơi Kiệt. Mà mình cái giò của mình bị điện giật rồi, mình phóng ra ngoài thôi, chồng mình thì thôi đi em ơi điện á nghe em. Ai ngờ tới ổng nắm tay điện đâm vô cọng dây chì, bây giờ nằm trên đó với con. Tất cả cháu dạ bình tĩnh chị ơi. Cháu nhỏ là tức là bị điện trước ha. Điện trước. Rồi ai phát hiện chị? Thằng bạn của nó đi chung, nó chạy ra kêu cho hay. Mình chạy ra trước đầu tiên. Là chị ra trước ổng. Hả? Dạ. Rồi chị mới chạy vô kêu chồng mình ra. Không, cũng chạy theo lưng sau lưng luôn. Là tất nhiên lúc đó hai vợ chồng đi, nhưng mà chị chạy ra ngoài sau. Là mấy người lần ha. Rồi đó mình cũng bị tê luôn. Trời ơi, giật ra, giật ra được. Nếu mà không mấy là cô cũng dính luôn rồi đó. Trời ơi. Vậy là chị ra trước rồi, cái đầu chị Vịnh lần nhỏ bị tê giờ chị biết ha. Dạ, em đi trước, em nắm giò, em nhốt ruột con em mà. Nhốt ruột nắm giò mà cái giò em giật
biết giật em phóng ra ngoài, chồng em nói em ơi điện nghe em à. Mà ai ngờ đâu ông nắm cái chi chì ông mẹo đầu nó tràn ở chồng của tôi. Bây giờ tôi thấy thằng chồng với con tôi phải giác kết là tôi khối khùng rồi, tôi khùng tôi nói phải cấp điện cho tôi. Cấp điện tôi thấy chị ba tôi ra, chị ba chạy vô nhà hay kêu cấp điện nghe chị ba. Hết biết giờ đó tôi hết biết. Chị cho em hỏi là cái hàng ngày đó người con của chị mà có thường xuyên đi bắt ốc không chị? Không có bắt ốc. Dạ. Tại ngày đó bổ nó ham vui sao không biết, ngày sau không biết. Xui khiến vậy ta? Xui khiến làm sao cái, đó? Cái điện đó là cái dây điện sao mà bị vậy chị? Không biết, chừng do hen do làm sao cũng không biết luôn. Dạ. À, dây điện của người ta tới giường ha. Tôi gãy. Dạ. Ảnh năm nay nhiêu tuổi vậy chị? 44 tuổi. Còn cháu? Cháu 14 tuổi. Vậy là cháu mới học chắc lớp 8, lớp 9 lớp vậy? Lớp 8 à, thằng kia lớp 10. Dạ, cho hỏi về hoàn cảnh của mình chút xíu rồi ngoài cháu với ảnh ra thì mình còn mấy người con nữa chị? Thằng có hai đứa con rồi, thằng kia có hai con, còn có hai mẹ con, nói chung là còn hai mẹ con à. Bốn người mà còn bây giờ hai cha con đi, còn hai mẹ con. Bé là nó có cái điểm trước. Có điểm luôn hả? Có điểm, nó báo. Nó trước khi nó ngày hôm qua nó đi học với bạn vô trường với bạn á. Bạn ơi, bữa nay tôi nói đi gặp mấy bạn gặp tôi một lần này nữa là không gặp tôi nữa. Tưởng mấy bạn nó tưởng tôi thi rồi nghỉ vài ngày. Dạ. Ai ngờ đó bữa nay đi ra là mấy bạn nó đi ra đây ngày hôm qua chăn chó ngày hôm qua bữa nay mất. Tự nhiên nói vậy à? Tự nhiên nói bậy, nó nói với bạn nó vậy đó chứ trong nhà không ai biết luôn. Rồi nó có giải thích với bạn nó là nó nói là tại sao không gặp nó không chị? Không nói vậy thôi. Bạn nó suy nghĩ ra thi rồi nó nghỉ giải lao vài bữa rồi nó mới vô học thôi. Ai ngờ ra cho câu chuyện xảy ra câu chuyện này. Dạ, giống như một cái lời chối ha. Bởi chăn chối với bạn nó chứ không chăn chối nhà. Sự việc là xảy ra nghe nói là chiều hôm qua phải không chị? Chiều hôm qua, 5 giờ chiều hôm qua. Em cũng có nghe nói là ngày hôm qua là buổi sáng cũng có nấu cơm cúng ai trong gia đình phải không chị? Dạ, ba chồng. À. Cha ruột của... Vậy là buổi sáng nấu cơm cúng chánh. Dạ. Buổi chiều là xảy ra sự việc luôn ha. Dạ. Rồi thường hàng ngày là gia đình mình có làm công việc gì làm... Mình thuê không mướn mà. Mình thuê hả chị? Có đắp cát vụn gãy gì không? Không. Mướn đất rồi mặn không mà. Bây giờ là ống mắt rồi nghỉ mướn đất. Rồi đứa con lớn của chị là có còn đi học không? Còn đang đi học lớp 10. Vậy là anh với chị làm là lo cho hai đứa con. Dạ. Bây giờ xảy ra câu chuyện này rồi hết chuyện hết mặn rồi giờ mụn hết. Còn gì nữa đâu. Tự nhiên nói em ơi điện mà không tránh mà đi dịch cầm với chị quẹo cái đầu. Mấy nói gì không chị? Không có nói gì chứ. Cũng bình thường vậy ha? Không, bình thường. Chỉ có thằng nhỏ là nó nói với bạn đó thôi. Có chỉ thằng nhỏ nó nói với bạn đó thôi. Bữa trước còn em nè, nói chị ơi, kêu nó ra là thứ hai nó ra chịu chị mắt đó. Chị cũng á. Chị xuống đây. Chị xuống đây với chị luôn đi chị. Thì thứ bảy thứ sáu tối thứ sáu nó điện cho em cái chuyện là nói chị với cánh vợ của ba không nói biết nhớ không nhớ rồi nó nói không mấy con mắt tuần sau rồi nó nói chị ra đây nè ông kêu con mắt của em giờ nó cũng còn mờ vậy đó. Yeah. Lâu lắm rồi nó bị lâu lắm rồi mà không có tiền cho nó chữa trị mắt. Rồi nói thôi năm nay chị mà ăn cũng đỡ mấy thì cưng nghỉ ngày đi lên đi chị cho tiền đi khám mắt. Thì nó nói chị làm đêm hay làm ngày, nó chị làm đêm mà băng hạo nằm trong hết tới gì. Thì nó nói thứ hai hoặc thứ ba em nghỉ em lên với chị. Thì mới nói buổi tối đó là sáng chiều là nghe tin nó mất hết hồn đi về luôn. Rồi hôm qua giờ hai áo quan này mà áo quan mình mà mua dịch vụ hay là từ thiện hả chị? Mua trong cái khăn cài luôn là mười mấy triệu. À, hai cái. Hai cái mười mấy triệu. Yeah. Là người ta tặng liệm với đem đi động quan luôn ha. Dạ. Này nếu mình chôn đất nhà hay gì chị? Đất nhà. Đất tầng nội nắng á. Ngoài sao hả gì chị? Ngoài sao.
từ cái chỗ nhà mình đi đến cái hiện trường mới nơi mà xảy ra sự việc đó xa không chị? Dạ. Nhìn thấy nè. Đi ra sau nhà là nhìn thấy liền. Ở ngoài sau hè hả chị? Ngoài hè. Bước ra ngoài sau nhà. Ngày trước khi mà cháu đi ra ngoài hè bắt ốc một mình lên đó là có báo với chị là nó bữa nay thèm ốc hay là cái gì không? Không, không có nói gì trơn. Tự nhiên đi học về lột quần áo ra, mẹ con đi bên bắt cua nha. Ừ. La nó mà nó cũng không có tâm đồng mà nó chạy. Mà đó giờ cháu ở hôm nào bắt chị ha? Không. Nó nói là nó đi nó không có đi. Nói mà không có đi, nói la rồi nó không đi. Chiến này la rồi nó phóng chạy đi luôn. Khiến không biết sao khiến. Nữa. Có điểm. Chứ đi học tự nhiên nói với bạn vậy. Bởi vậy tự nhiên đi học bởi bạn sáng nay bạn nó đi ra nói vậy đó mới biết đó. Nó nói bạn nó nói mấy bạn gặp tôi bữa nay lần này chứ vài bữa mấy bạn không gặp tôi nữa đâu. Đến nay mấy bạn nó tưởng đâu mà nghỉ vài bữa. Ai ngờ đâu mới nói ngày qua bữa nay thì vậy đó. Xót xa ha. Rồi qua cái tang lễ chuẩn bị cho hai cha con á thì cái gia đình mình khó khăn gì không chị? Tại vì cũng có người nhờ mấy em nói gia đình khó khăn là khó khăn như thế nào chị? Không, thì cũng vậy đó. Chị cho em hỏi hiện tại là hai cái áo quan đó là mình bỏ tiền túi cái mình mua hay là có mượn dây hay là có nhà bà con giúp gì không chị? Bà con giúp không à, chứ đâu mà bỏ tiền. Yeah. Nói chung là bà con gom lại mua hai cái áo, hai cái hòm đó. Vậy là bà con hùng lại mua ha? Dạ. Thường hàng ngày đó là anh với chị làm cái công việc làm thuê mà làm gì? Chồng em đi dê dít đất mà ai kêu gì mặn nấy à, là công việc tự do ha. Dạ. Như thu nhập sao chị, thu nhập có ổn không? Thu nhập cũng được, đủ sống qua ngày. Dư thì không dư mà thiếu thì không thiếu ha, đủ dạ, sống. Dạ dạ. Rồi chị có làm gì thêm không? Có đi mặn mướn nhà mặn cho chồng trọt vậy đó. À, vậy là nói chung là hai vợ chồng là đều làm thuê làm mướn ha. Dạ. Nuôi hai con đi học. Dạ. Cháu học giỏi không chị? Cũng được. Cái học... ngôi nhà này cắt lâu chưa chị? Cốc cũng mấy năm mà. Nhà sàn ha. Nhà sàn. Trên to lắm. Này bạn bè của mấy trai nãy cũng có vô hả chị? Có vô chưa? Vô chắc sáng rồi. Vô sáng ha. Dạ. Mời nó ra nó đưa tiễn bạn ra nữa. Mai mấy giờ mình mới hạ nguyệt chị? À, 9 giờ mời. 9 giờ sáng ngày mai. Rồi hai cha con ra đi rồi chị sẽ trả đất lại. Dạ, chứ mặn sao nổi. Nữa. Dạ. Rồi chị mai mốt dự tính mình làm cái gì còn lại một người con. Không biết mặn gì, chắc đi mặn mướn ăn nữa chứ mình làm sao giờ mặn gãy sao nổi nữa mà gãy. Rồi người con thứ hai bao nhiêu tuổi rồi chị? 15 tuổi. Phải cháu nặng không? Không, nó trong buồng nó đuối lắm rồi, chắc này nó đuối lắm. Đuối lắm, nó nằm trong buồng. Mình mần gãy là mình mần cái gì á chị? Chồng gì? Cải. Chồng cải rồi đó ha. Chồng cải. Chồng cải rồi nó, cho người nói ta. Nói chung ra là ai kêu gì mặn nấy chứ không biết thì nói được. Làm thôi ha, ai thôi gì làm nấy thôi. Dạ. Thực sự ra đi mất mát rất là đau thương. Là đám giỗ của ông ba mới vừa đó rồi xong qua bữa sau cái dạ. Hai cha con này đó ngay giờ luôn hả? Trong ngày đó luôn. Trong ngày luôn. Trời ơi, giỗ buổi sáng buổi chiều xảy ra. Ba chồng. Dạ thấy chồng giỗ ba chồng của ba anh ha. Buổi sáng là đám giỗ của nhưng dạ chiều đám giỗ của cha ai con. Là cùng ngày luôn rồi. Cùng ngày luôn. Hôm sau là cùng ngày luôn. Lúc trước mà khi mà trước đây á thì ảnh có nói về cái vấn đề mà bàn tính một cái công việc gì đó để mướn đất làm không chị? Mà thì nói cũng đi như thường ngày vậy đó, không có nói gì hết trơn á. Nói như thường ngày thôi. 44 tuổi. Cũng con là chỉ có cháu là chỉ nhắn nhủ với bạn bè là cái điềm giống như cái điềm chăn trấu vậy thôi ha. Dạ, có còn anh thì không có nói gì ha. Không có nói gì hết trơn á. Mấy ngày trước cũng anh cũng đi làm bình thường hả chị? Bình thường. Này tại con bị trước rồi cha mới ra cứu một phải không? Dạ. Mà may mắn con là chị trước. Nè, chị cũng thoát nè. Không mà cái đó ổng ra sao mà ổng vậy đó, chứ tôi là tôi đi trước.
Lúc đó là chị chạm vô cơ thể cháu luôn hả? Chạm vô giò thằng con luôn mà mình cấp đớ hai cái giò nó tê rồi, tê phải phóng ra ngoài liền, phóng ra ngoài liền. Ông chạy tới ông nói em ơi điện thì thôi đi chụp cái cọng dây chì quen với đầu nó. Trời ơi, cấp đó tôi với người khùng rồi. Trời ơi, chồng tôi cấp điện cấp cầu dao đi. Cấn mà lúc đó mà nếu mà mình quay cấp nó như là khùng đó. Mắt bình tĩnh đâu có làm được, con của mình biết nói em ơi điện á mà còn ghen thì chụp. Tức là sợ chị bị heo ha, là chụp vô bắt đầu là biết rồi mà la lên liền. Nhưng mà chị rất bình tĩnh, lúc đó chị thấy tê tê là chị nhảy ra rồi. Dạ, chị... lúc đó mà mình đi trước đó mà là... Lúc mà xảy ra cái sự việc đó là vào lúc đó là ai là người mà cho gia đình mình hay hả chị? Bạn của nó đi bắt chung á. Bạn nó đi mặn, đi chả hai đứa đi chung á. Rồi nhà bạn nó gần đây không chị? Gần ở ngoài này nè. Sớm giờ nó có lại đây không? Không biết, mình nó... Rồi lúc đó là hai cháu đi bắt hả chị? Nên nói với bạn hả? Hai đứa. Rồi chút đó là trong cái thùng hay gì là bắt được con cua ngốc nào chưa? Không có chưa gì chưa. Chưa có luôn hả? Dạ. Chỉ là mới ra thôi. Mới ra thôi là vậy đó. Đã tôi nói này là đi học về vừa cái vừa hỏi quay lại thằng kia vô liền kêu nó nói vậy đó. Vậy là mới đó, mới ra. Mới đó thằng gàng gàng đó không vậy chứ. Đau lòng. Đó là bắt ốc gì chị? Ốc đắng cua rồi đó. Nói chung ra này nó ham vui đó chứ không biết ốc gì. Đi bắt để gì về nấu ăn chứ gì, nít mà. Rồi người không có ăn, nó bắt gì nó chơi, nó ham vui. Dạ, yeah. Bắt đi chơi đó, đi với bạn bè đó. Chị còn nhớ hôm qua là lúc mà xảy ra sự việc như vậy là lúc mấy giờ không chị? 5 giờ chiều. Rồi dướng vô phòng dây điện ha. Là cái công chuyện đó là sao vậy, nó bị gãy hay sao? Không có biết nguyên do là sao. Thì không? Nói con tôi bị dân giật thì thôi chứ tôi đâu biết được cái vụ đó là. Anh của cháu Kiệt hôm qua giờ là giống như là cái tinh thần xuống ở trong buồn không hả chị? Không, nó mới vô nằm thôi. Mới vô, mệt dạ. Mỏi ha. Mệt mỏi nữa. Mệt quá giờ lo không nổi nữa. Mẹ coi nó ấy chưa, đi vô ngồi chút nè. Bác bằng áo đen là mẹ của... Mẹ bà ngoại. Mẹ của em. Mẹ của chị. Bác dạ. Xuống trò chuyện chút xíu được không bác? Dạ, đâu có gì đâu. Ngoại xuống ngồi đi. Chới ngoại đi. Dạ chị ơi, thì thấy được cái sự ra đi của hai cha con của nhà chị đó rất là xót thương luôn. Thì hoàn cảnh cũng hơi khó, thì em cũng có một ít quỹ thiện nguyện của cô bác Mạnh Thường Quân xin gửi chị 1 triệu rưỡi từ tấm lòng của chị Phương Dung ở nước Úc 500 ngàn, một em gái giấu tên ở Mỹ 500 ngàn, thứ ba là của chị Quỳnh Mai Ngọc 500 ngàn, gửi chị là 1 triệu rưỡi hỗ trợ nha chị. Dạ. Dạ. Cảm ơn mấy chị ngoài. Rồi thì bữa nay thì em tới đây cũng chia buồn cùng gia đình của chị ha. Dạ. Thì em gửi cho chị 2 triệu là chị An Trần ở bên Mỹ 1 triệu với chị Vivian ở bên Mỹ 1 triệu. Để em gửi cho hai chị 2 triệu để lo đám ha. Lo đám hai cha con ha. Dạ cảm ơn. Để còn em Hải gửi nữa chị. Rồi thì hôm nay được biết gia đình mình hoàn cảnh khó khăn thì em cũng xin trích cái số tiền quỹ của chị Duyên ở bên tiểu bang Cali của Mỹ á. Gửi cho gia đình mình hỗ trợ là 5 triệu đồng với dạ. Cái lời nhắn là chia buồn cùng với gia đình. Dạ. Dạ thì em gửi 5 triệu của tiền của chị Duyên nha. Dạ. Dạ. Dạ đây. Cảm ơn. Chị Duyên. Dạ. Chị kiếm tiền nữa. Dạ. Em cũng biết gia đình mình khó khăn đó, có hai người thân bị gặp nạn đó. Thì em cũng trích tiền quỹ của chị qua đinh ở bên Mỹ á, gửi tặng cho gia đình mình 2 triệu ha. Dạ, dạ. Rồi cảm dạ. Ơn rồi. Đây cái hiện trường xa không chị? Dạ cũng gần. Gần ha, chút nữa có ai dắt tụi em rồi đó không? Dạ coi thử chỗ mà. Dạ. Có cái chị gì đó, cái chị nào qua đi chung á? Chị nào? Hằng. Kêu ha, kêu chị ba dẫn cho giùm. Kêu chị nào đó? Chị ba đi ra được. Chút đi, chút đi. Chút hả? Để làm việc xong mày hả? Vậy là mai 9 giờ mình làm lễ động quan rồi. Dạ.
vì hai cái quan đi đến để mà làm là nơi an táng luôn ha chị. Dạ. Lúc mà đem bé lên này dưới ảnh lên đó là thấy mình mấy có bị gì đen ấy. Không bình thường mà con cái nó không có gì hết trơn, bình thường. Con cái hàng nhỏ nó bị cháy nó ra ga sặc máu mũi mũi. Tức đó. Dạ. Như là nó tức tới không gặp mặt mẹ. Chị lúc đó chị chạy ra nó còn ngoe không hay là nó không có còn gì hết trơn á. Nó cứng đơ luôn. Lúc mà chị phát hiện là đã bị lâu chưa? Đã bị mà chạm điện lâu chưa? Nó có mấy phút rồi chứ không phải lâu nữa. Điện mờ, máy mau. Lúc đó là chị lại đứng chạm vào áo của cháu luôn hay là đứng không, xa? Không có phải là chạm vào áo, chạm vừa cho cái nắm cái dấu giò của cháu, nắm cái giò thôi. Cái giò. Mà cái giò của mình á bị điện giật. Giò của mình điện giật mình phóng ra ngoài. Mày sớm cái thằng chồng của mình gọi ra nó. Chị bình giật. Tĩnh á. Chị bình tĩnh, chị nhảy ra liền đó. Cái mạng của mình lớn chứ không phải là. Không có cho chị là biết cách xử lý. Cách đó. Xử lý bình tĩnh đó, gặp tên là nhảy đó. Ra liền á. Dạ. Chồng của em. Giống như chồng nói của chị đó. Thì vô nắm vô cái cộng dây chì là. Dạ. Cái đó, dính vô luôn. Là nó quýu vô đó luôn rồi. Dính vô luôn. Dạ. Cộng dây chì đó nó là cộng dây điện hay cộng dây chì đi. Cầm dây chì nhưng mà nó dẫn điện, nó dẫn điện từ cái kia nó chạm nước nó ấy lên, nước nó dẫn điện dính nước ha. Ừ. Là chị quay lại là chị gặp ảnh là quéo liền, gặp vậy hai đứa con vậy là như là khùng, la làng lên kêu làng xóm tắt cứu tắt cầu dao. La làng như là không biết được gì hết trơn. Mà lúc đó có la lên được có ai nghe liền không? Ai đâu nghe la vậy, chị ba của ảnh nó chạy ra, nó chị ba chạy vô nhà nó kêu cướp cầu dao đi chị ba ơi. Chắc này em không biết gì trơn á. Cái lúc chạy vô tới nhà kêu cũng xong rồi. Mấy phút là cái lúc mà anh có nói với chị một câu là em ơi điện, là lúc đó là ảnh vừa nói xong là ảnh quéo ảnh không nói được nữa. Không, lúc đó ảnh còn tỉnh. Bình thường mà ông quay lại chụp cái cọng dây chì mới giận. À. Vậy là điện nó dẫn tức là chị. Nói để cho chị đừng có tiếp xúc điện đó mà ai dè cái tay ông chụp vô dây chì luôn. Vừa nói xong là chụp liền luôn. Xui rủi. Chị hôm nay nhiêu tuổi rồi? 43 rồi. Rồi ổng. Nhỏ hơn anh tuổi. 44. Đứa bé là nhiêu tuổi chị? 14 tuổi à. Người cha là Lê Hữu Phước, còn người con là Lê Quốc Kiệt. Ừ. Nhà có 4 người à. Bé ngày hưởng đi học đi. Giỏi không chị? Cũng học chung chung. Học chung phải không? Dạ. Rồi cái này mình có rước thầy rồi lại tụng kinh chưa? Không. Không có tụng kinh hả? Không tụng kinh. Như là ở thôi. Nhà tự nhà tự đọc kinh thôi. Tự nhà đọc hay tự đọc. Dạ. Cũng như bình thường đó, học ở An Giang này là mình có người mất đó là lại đồng đạo lại cầu nguyện đó con. Dạ. Tự nhà tự đọc thôi. Chị gom tiền. Ốc đi qua đây nè cưng. Để đi thôi, đi bình thường. Đầu tì. Đầu tì ha. Dạ. Mấy hàng ngày là anh với chị là đi trồng rau trồng cải bán ha, mặn mướn ta chứ không phải bán, làm thuê chứ không có làm chủ. Dạ. Rồi bây giờ là ổng mắc gì rồi chị tính làm gì không hay là mình chưa biết? Mặn mướn ai kêu mặn gì mặn ấy chứ biết mặn gì giờ. Làm lại nữa ha. Dạ. Chứ mặn chuyện nhẹ thôi chứ mà chuyện nặng là không có mặn được. Vậy anh chị lúc đó là mướn mấy công đất làm chị? Ba công, hai công mà, chứ không nhiều. Ba công đó là anh chị trồng, mình trồng rau không? Trồng bắp, trồng này, trồng kia thôi, chứ đâu hả? Ba công cũng không có nhiều. Ngày thường dạ. Bé trai nó có tâm sự gì chị không? Nói chuyện nhiều không? Ít, cũng khi ít lắm. Ăn uống xong cho, rồi dẹp dọn, rồi anh em cúng nhau với cháu, rồi giỡn. Giỡn nó nắm tay cháu. Nó ngủ quên đi rồi chiều lại là con nó rồi nó mới chạy. Nè thằng chết nè. Bữa nay ngày qua là nắm dỗ còn giỡn nữa. Còn giỡn. Hai cậu cháu. Còn hai đứa kia đi học chưa gì à.
đứa con giỡn bình thường mà. Con nó đi học chưa? Nhỏ này là cha là con của em. À. Là cháu nhỏ nó giỡn, hai cháu nó giỡn muốn lắm nè. Ngày ngày đám dỗ của ông nội. Ngày là đám dỗ ông nội. Chắc sáng cũng mình nói chết là ngày đám dỗ ông nội. Trùng ngay ngày luôn ha. Cơm ông nội nó buồn sáng là gì rồi hai cha con nó chết luôn. Mà yếu rồi. Mấy đứa này chưa về nữa, mấy đứa kia lo rồi chưa về nữa. Nói chung là chị em giúp nhau rồi, ông giỡn với coi cháu ổng muốn là nữa gì đó, cái thấy chị mới lấy máy đăng không mới quay lại đừng là cái này em đâu có tới đó đám sao rồi chị em quay lại coi là cừ vậy đó. Bây giờ ngày hôm qua là ảnh có ăn anh Phước là anh ăn đám dỗ rồi nha. Ăn đám dỗ rồi. 11 giờ mấy 12 giờ cái dẹp dọn xong trơn rồi. Cái mới chị em giúp nhau nói chuyện. Rồi thằng cháu con của em á nó mới giỡn với cậu năm có nó hai cậu cháu mua qua mua lại. Là ảnh muốn ngày qua. Ảnh muốn ngày qua nè rồi mới với hai cháu gì đó. Là nhiều là nó chết đó. Nhà nói hồi nào giờ làm bộ không có mời ai giờ dạ. Trơn luôn. Mở hết trơn. 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 Còn mô lặng nó không mời người nào hết trơn luôn. Giống như có cái điểm gì báo quá. Sợ con chị nha. Là con của em. Còn ổng là cậu một năm cúng là nó không mời ai hết trơn mà năm nay nó điện nó mời không sống người là anh của em nó không mời luôn nó muốn ổng nhậu vô là ổng muốn gì đó giỡn con cháu vậy đó giống như khiến rồi đó. Lúc đó ngày hôm qua ảnh có xỉn không? Không xỉn thì ngủ xỉn rồi. Chứ 1 giờ mà cũng có 4-5 giờ chiều là đâu còn xỉn. Còn ăn tô cơm rồi mới đi ngủ. Ông đi ngủ, ông ngủ nằm dưới gián á. Rồi ông cái đầu ông kê lên cái cây rồi hai chị em mới ghinh xuống. Lấy cái gói cho ông nằm. Trời anh Năm anh nằm gì sao ngủ được. Rồi rồi em mới thấy vậy lấy gói rồi em bở cái đầu lên thì chị hai mới đun cái gói vô cho ông nằm. Nằm ngủ thì 4 giờ em mới đi về chởn. Về chởn ở dưới này sao mà em không biết. Em tới chừng nào em nghe tin thì em chạy xuống liền. Em quay đầu xe về em vừa về tới nhà thôi chứ chưa vô nhà. Không có mời bên vợ mới cái vợ vô là cậu vợ nghe bên nội bên ngoại không mời người nào chân. Năm nay mở không còn thiếu người. Đông lắm hả? Mà em hỏi chẳng không có đây. Mà người ta gì hết trơn rồi. Mà nhà thương của anh thì bà chị với bà điện. Em chạy về đó cổng nhà thương là chị ba nó quay đầu về đi. Em Năm chết rồi. Là em quay đầu về luôn. Giáp vợ không còn người. Hồi trước đó ảnh giỡn với đứa cháu nữa. À nè ảnh giỡn gì nè. Cậu á, xin giai cậu á. Giai cậu. À cậu. Tại vì ảnh là anh ruột. Con nó muốn bằng nó luôn á. Con nó muốn bằng nó luôn. Mập lù. Giỡn nói ngày vậy đó. Câu ngang gần cổ mà ta kéo nó vô khiêng nó vô mà đi ảnh còn ba. Tướng đô con ha. Có đô. Dạ cháu Kiệt đô con. Vậy Kiệt học lớp 7 hả con? Lớp 8 rồi. Lớp 8 rồi. Anh nó ngồi chổng nó, thằng anh nó chổng nó gì ạ? Anh nó lớp 10. Anh mệt rồi. Sáng còn nhảy múa gì nè. Nhảy múa tưng tưng rồi nữa mà. Ờ vậy đó ha. Nhảy lắm. Nhảy đó. Hai cha con hả? Hai cậu cháu. Hai cậu cháu. Ừ. Cái đó anh Phước á, anh Phước. Phước đứa con. Anh Phước. Giỡn vui. Mà nó ăn cơ nó có ngủ vui chút xíu là con cháu nó giỡn dữ lắm. Vậy là mỗi năm là đâu có mời khách đâu ha. Mỗi năm thì chị em nấu gọi nha. Nó nhậu xong tôi đi vô quý. Năm nay ông nói mà theo cái thơm tôi nó không nói ông nội đi nó không gần đâu cái mỗi năm trời ơi tôi không biết không cho trời khó chứ ạ ông điện nó đủ qua nó nhỏ lại trời xuống thì cưng nấu nước đừng biết nó nhảy lên tưng nó nói mày khùng quá trời mày không có nết na vậy trơn á 40-50 tuổi rồi cái nó hồi đó giờ em đâu có nết đâu chị có nói gì đó em còn nói là già rồi còn không có biết nết nữa còn nhảy múa tùm lum tùm la ông nói giỡn chơi cho vui nghe đó là ông làm cho cái kỷ niệm đó à, kỷ niệm luôn rồi hai cũng nhắc đúng ông còn săn quần nó lên bà láng luôn á à. Chị hai có cái em săn quần nữa nè là 99 tuổi em mới chết mà em chết yểu có cái săn quần luôn nói câu gì luôn ba cái lần như vậy tao nói mày khùng quá tự nhiên nói mình ra đi yểu ừ nó nói nó 99 tuổi á nó mới chết mà nó chết yểu nó nói vậy đó cái tôi nó nói rồi xong ba lần cái tự nói vậy đó ừ tự nói vậy đó nói đi nói lại ba lần luôn nó nói nó 99 tuổi nó mới chết mà cô nó nói 99 tuổi mà chết yểu nó nói vậy rồi ông nghĩ sao phải nói mà nói con này nói tới ba lần luôn nó chết rồi mới nhớ lời câu nói của nó nói bữa đó ảnh có xỉn không không hăng cấp đó là giấc sáng của người ta là nấu nướng này kia chẳng má nó ngoài này nè tôi không có vô nấu nướng rồi nó nói với tôi nó nói chị hai em 99 tuổi em mới chết mà em chết yểu mà nó nói ba lần đó giống như có một cái điềm gì đó khiến ha đám giỗ năm nay tự nhiên mời lớn thứ hai nữa là cháu Kiệt á thì lại tự nhiên dặn với bạn bè nói lần này mày gặp tao nữa không gặp nữa mà này anh đi trước là trước 55 tuổi ảnh 44 rồi 55 nữa là 99 đúng rồi đó số chẵn luôn đó nè con 5 kg đó chứ
làm mới nuôi nuôi qua là con đẹp trai giấc sáng thôi là lúc nhảy là khoảng bao lâu nữa là anh ra ngoài ấy rồi 4-5 giờ chiều anh mới đi ngủ rồi ngủ một giấc rồi xong quần lên nó nhảy nữa. Tao nói mày lớn mày không có nết na quần áo gì xăng thứ hắn chăn nhắc chăn chờ mà nhảy không nội. Chị cái nó nói hồi đó giờ em có nết đâu trời khoảng nhảy gì đó nhưng mà đau lòng thôi. Tự nhiên trong gia đình mất ngày hai người mà ngay ngày đám giỗ ông già nữa ông già năm tới đám giỗ chung cái sự mất mát quá lớn chị tại tới hai người biết hai người rồi đè mà là hai cha con luôn nữa đúng rồi tại gia giờ còn có hai mẹ con vậy nữa. Là không may là đi về đám giỗ vui gia đình đúng rồi bảy năm nay em mới về đây anh nói thiệt bảy năm nay luôn rồi đó đám giỗ xong rồi đám đúng rồi luôn. Em chỉ gửi tiền cúng thôi năm nay em hơi khá khá ăn chút thì đủ ăn đủ xài em về đám nên vui vẻ cha mẹ với mời dòng họ chút mấy năm trước không có mời hết năm nay tự nhiên là mời hết trơn mà bà con cô bác xuống điện luôn cũng như mà vòng vòng vậy đó đình mình ấy nói thôi năm nay chị về em mà ai mà đi cũng có cho nó hay nha nó hỏi chị có về không chị không về em điện nha em nó gọn gọn chị bàn đủ anh chị em cúng ăn rồi thế nó hỏi chị ba về thì về tới 6 giờ nói út ơi em anh em thân nặng Phật ơi em có điện mời mấy cậu mấy gì thì mời mấy năm nay không có mời cậu gì cũng nói sao không mời đám giỗ vậy đó nó nói thôi để em mời thì nó điện nó mời nó mờ sáng nó mờ mấy gì là tới rồi ăn tới 1-2 giờ là giả tán chân rồi rồi ngủ dắt đó mà chiều xui khiến có 5 giờ chiều qua nó 5 giờ chiều qua mới xảy ra cơ sự như vậy. Trong gia đình là anh Quắc là người con thứ mấy? Phật đó, Phật hả Quắc? Phước ở nhà tên Phước, có trong gái tên Phước nhưng mà có hai trong gia đình thì chị em là cái 6 chị em ruột đó thì nó có hai thằng con nó thì có dần con chết còn thằng thì có vậy thôi. Lớn là nhiêu tuổi rồi chị? Lớn 16 tuổi học lớp 10 rồi. Anh Phước cũng vui vẻ hả chị? Vui vẻ. Chiều ca hát nhảy đồ đúng hả? Đúng rồi, sáng nào ai ghét bỏ chứ thì dạ. Nói là sống tới 100 tuổi nhưng mà chết yếu. 99 tuổi à, chết yếu quá à. Thì 44 tuổi mắc với còn 55 nữa cộng lại là 99. Ờ thì đúng rồi. Cũng cái số cặp đó. Tại cái số mạng thôi đi, kệ nó đi, bây giờ nó đi theo ông bà vậy chị. Nhưng mà có ngày hôm, nó ngay hôm hôm cũng vô tình. Các ông anh chú bác cũng dòng họ xa. Anh cũng kể nói mấy ngày trước nó làm ba nó gặp ba thôi nó nói với anh đó nó nói tao gặp ba mày ơi tao em gặp ba em mà ba em của em đi nhưng mà em trả lời là em không có đi đó là anh đó nói nó gặp trước mấy bữa rồi chắc có cái niềm rồi đó là anh đó hả là anh Phước á ha anh Phước là còn có 5 ngày nữa là đám giỗ đó nói chung vậy đi rồi nó tâm sự với người đó nó chà nó tâm sự nó nói còn có mấy bữa nữa à đám giỗ ba rồi nhưng mà hôm gặp ba ta kêu thôi đi mày có đi theo tao mày đi trời ơi cũng đủ vậy đó đủ vậy luôn nhưng mà ba mặt bạc lắm cũng về kể anh đó kể nghe vậy đó đêm là cũng đêm rồi đêm lắm á anh ba ruột về gặp ba ruột về rủ đi luôn cũng nó rủ con đi hai cha con luôn rồi rồi sao rồi bữa nay cớ sự vậy đó. Ví dụ ra đi một người cha thôi người con ở đâu mà dính líu vô luôn cái đó giống như cái điểm trước hả chị chị là người em của ảnh ha chị thứ ba chị ở đâu mà về đây rồi cái ở em làm ở công an á rồi về đây gặp cha con xảy ra gì ở đây thì mấy ngày nữa em tính ở ngày mai tại công việc em làm mà nghỉ không được sao khó em tính làm ngày mai cô cúng rồi xá tang luôn đã chôn rồi xá tang luôn rồi mới đi ra ngoài làm tại mình làm một ngày mình còn chi phí ăn uống nhà cửa nói chung cuộc sống đi thành phố làm mướn ha làm mướn làm công nhân chị mấy cháu rồi hai cháu rồi rồi ảnh có gì không có gì nhưng mà chồng có việc làm đi chơi không không mình nên làm mà đi kiếm cuộc sống chứ thì chết rồi cũng rồi đem chôn người chị em thì đám tiệc thì nhớ về thôi chứ rồi gia đình có nghe nói là có rước linh hồn của hai cha con vô không chị đó để cho mấy cậu chắc xếp về chưa biết ở đây còn cậu mợ đồ lo cũng như cha mẹ qua đời chứ còn cậu chú cha chú thường thì ra đi mấy cái vụ này gia đình phải nhờ thầy hay gì đó phải rước ở nhà cậu mợ cũng lớn rồi để cậu mợ sắp xếp về vậy đi chứ mà không biết thế cũng tội nghiệp hai cha con mất ở sau hè phải có thầy kêu hương linh ở đồ vô nhà mới được chắc để coi qua ngày mai đi chôn rồi coi sao rồi coi mấy như mấy chậu mới có nói gì đó thì ta cho hay chắc cũng phải làm cái gì cũng, dạ, cũng phải làm không biết để coi hỏi cậu mợ thôi mình không quyết định được còn cậu mợ
đi quay để giúp đỡ, mà mỗi lần quay mà gặp một cái gia đình mà chứa hai cái áo quan là thấy xót xa trong lòng. Một gia đình mà ra đi hai cái áo quan. Chị hôm qua mà chị ra chị gặp như vậy là chắc chị hết biết gì quá ha. Không biết, nhưng mà còn nhớ là điện. Nhưng mà chạy với giờ cũng phải giờ. Giờ có đường điện hoặc cái cây bắp nó đập cái giờ mình nó té, đã té hai lần rồi. Lúc rồi đó là có ai là trong nhà tắt chưa? Cúp chưa? Chưa. Chưa nữa hả? Tắt, đã người ta không có chạy vô tới nhà luôn. Văn như mà lưới vậy đó. Đã mà chạy vô tới nhà luôn mà. Mình chạy vô tới nhà mình la mà còn nói tắt rồi mà mới trả lời là tắt rồi thì quay. Em nghe tắt rồi lại mới quay đầu em chở ra chỗ thằng em đó. Em quay ra thì em thấy thằng em nó tuột cái tay xuống làm nó gọi chết em tôi nữa rồi. Chị thấy trực tiếp luôn ha. Thì quay ra thấy thằng em nó tuột nó chết em tôi nữa rồi. Sau khi an táng xong rồi chị mới đi làm nữa ha. Ngày mai cũng 9 giờ chắc tới 3 4 giờ chiều mới chạy ra nhà máy. Nhà máy là sáng đi làm. Thôi chuyện cũng xui rủi mấy em một lần nữa xin chia buồn cùng chị ha. Rồi ra đi một người em ruột của mình với người cháu à. Chúc chị nhiều sức khỏe nha chị. Phải chi đi thiệt cái còn tất còn này không có gì hết trơn mà gì nè. Thôi bỏ đi, dắt mà la làm nó nhằn. Đi qua cũng anh luôn đi con. Đi cái tiền thiệt có nhiều. Cháu hay gì hả chị? Cháu. Cháu. Quan quá ha. Khóc hả chị? Khóc dữ lắm. Hàng ngày là thân với cháu Kiệt không? Em con cậu. Em bà con ha. Bà con rồi đó chị. Giỏi ghê. Kìa hết nhang đi ra kìa. Kêu cái mình còn cái xài con tao biết xài mua tay đưa tay tao đưa hai tay để nhảy xuống con đưa tay hai tay cho tao mấy con này là anh hai ha. Anh hai con tên gì con? Lê Quốc Hào ha. Hôm qua là con có chạy trực tiếp ra ngoài thấy luôn không con? Lúc đó con mới đi học về. Mới đi học ha. Đèn ơi. Đi học về là lúc đó là đem cha hai cha con vô đây rồi. Dạ. Nói là con mới biết cái con mới vừa chạy ra là đem vô. Đốt đây tắt hả? Đây là người anh hai, cháu Hào. Anh hai của cháu Kiệt. Chị là chị ruột của anh Phước ha. Chị ruột của anh Phước. Hôm qua là nghe hay tin vậy là chị cũng chạy ra ngoài luôn. Có ba em đi trước rồi tới chị này, chị tới này chạy sau. Vậy là hai chị em là chạy ra chạy trước. Được, hai trước chị em luôn. Chạy được. Hai chị em như mình chạy trước mà nó y mạnh hơn thì chạy chút xíu nó chạy trước mình. Tại vì lúc đầu thì mình chạy trước mình la đi vợ Phượt ơi có kêu qua ơi đi qua ơi chứ không có kêu vợ Phượt đi qua ơi kiệt xỉu nó chịu chứ không có nghĩ là điện giật. Rồi đi rồi chạy chạy trước chút xíu hôm này nó mạnh giỏ chạy trứng thôi chạy nó nhẹ nó hơn xỉu, mình nghĩ đó, nó bệnh thôi chứ không có nghĩ là cái thằng kia nó nói là xỉu hả? Thằng kia nó xỉu chứ nó chưa nó... hàng ngàn bạn đi chung là nó chưa biết là bị điện nó không nói điện nó không nói điện mà nó nói thằng Kiệt bị cái gì mà kêu hoài nó xỉu hay gì á thì trong này nghi ngờ là sao nó bệnh nó xỉu chứ không nghĩ là điện. Rồi mấy khi không có kêu chồng nó, không có kêu chồng nó mà kêu chỗ này qua ơi hai chị em bỏ giò chạy qua ơi ra ngoài coi sao cái thằng này nó nghe cái tiếng đi qua ơi đến nó nói cái gì mà đi qua ơi không chạy theo nó không chạy theo quýnh nó chấm mình chạy theo ai luôn ha nó chạy theo hai chị em chạy trước chú dắt đó nó trơn cái giò đó nó không cố tình đâu chắc nó trơn cái giò tại cái bực ha cái mềm nước chợt bực lem chụp cái dính lại mà không nhờ cái nhựa dây đó là nghe dây của con chụp cái cây nó cũng đỡ mà cái cây cũng gãy chụp cái cây nó gãy tại vì chị đó nó dẫn điện ở dưới nước lên này ha dẫn điện cái chị đi dẫn điện xui em cho ngày qua em chí em khôn chị phải em ấy nữa em chụp với ổng nữa là em ba người nắm đúng rồi hồi nãy em có nghe chị kể là chị cũng bình tĩnh á khi mà thấy tê tê giò là biết là nó có điện lại, nó hay tại gì nó vừa gớ mà tại thằng kia nó vừa kêu đừng điện em ơi thì cái tay anh Phượt chưa ra anh Phượt chưa ra điện em ơi cứ kêu điện em ơi là mình cũng sợ rồi nói chung có điện là sợ rồi thì cứ té thì được cái nào được chứ giờ nó lỡ gì rồi sao giờ điện em ơi thì mình nghe cái tiếng là mình biết rồi mình có phải ra lùi lỡ
chắc đó cũng nóng con, nói chung ra ra cũng nóng chị, con. Chị lúc đó bình tĩnh đó, chị hai chị còn bình tĩnh biết còn xử lý tĩnh, đó, nếu không bình tĩnh mà cứ nhập vô là dính chùm luôn á. Không biết ra để chạy đi kiếm người ta cúp còi dao nhưng mà không biết đường điện nằm đâu. Nói chung là không biết đường, không biết điện nằm đâu, chỉ là ai xài đường điện, nói chung chỉ là tại vì nhà ai nó xài gắn ở đó mình đâu có biết của ai, thì chỉ là thôi ai các ai xài đường điện cúp còi dao giùm. Cúp còi dao giùm là khoảng bao lâu và mấy phút mới cúp còi dao được? Trời ơi, cũng nói chung chạy ra tới đó là cũng cỡ 3 phút 4 phút à. Rồi nó dối nó cúp còi dao thì này nó ngã thuộc xuống ngã rồi. Là nó chợt chân. Nói chung chắc nó chợt cái bực thềm xuống gì nè. Rồi nó chịu là nó nắng ngay dây điện đó. Chứ nó không xui. Nó cũng biết có điện. Đã biết nó biết có điện. Anh biết rồi, anh mới la lên cho chị đó. Thì báo với mấy mà xui gối tại anh chợt chân anh chụp mới dính với cái giọng dây chị. Đúng rồi, giờ phải chịu, giờ em nó đây vậy rồi. Số mạng cha con ổng mà ngắn ngủi à. Chân thà một mình thì cũng dễ mà hai cha con. Hồi nãy có coi cái video clip của bà chị kia quay cái đám giỗ mà ngày hôm qua đó, thấy ảnh nhảy thấy vui vẻ cái này cái kia. Cái đó là nhảy ra, chắc Hằng quay. Chắc qua Hằng nó ngồi chơi chơi nó quay hay gì á. Quay có chút bà tại vì nó nghĩ là chơi quay thôi ai quay chơi hết. Không phải, cái đó là quay đó là giấc sáng đó. Giấc chưa chưa mình nghĩ không? Ông xỉn rồi đó. Giấc xỉn nó khác cái quần lên tới cạc háng rồi đó. Giấc đó là cầm chơi thôi, giỡn. Cũng vui tính ha. Vui lắm. Khoảng 5 giờ ông bị cha con mình đi á. Dạ. 5 giờ tới giờ học của nhóc nhỏ đi về. Chứ giờ phải chịu. Nhỏ đi học về nó bắt tôi đi xin mẹ đi bắt thua đó. Chắc cỡ 5 giờ 15. Mà đó giờ nó ít nào đi bắt lắm hả chị? Không không. Nó đi cũng có đi mà nói mẹ con đi bắt thua. Cái nó không là nó ở nhà, còn cái bữa nay nó bước. Nó dẫn nó đi luôn. Nó... Cũng như cũng la bằng mấy lần la thì nó ở nhà, còn lần này nó bước nó đi. Cũng khiến chờ dạ. Cũng khiến. Rồi hồi nãy có nghe chị nói là lúc trước là ảnh là anh Phước này là có mấy bữa trước là gặp người cha của mình về ngủ đi hả chị? Dù đó mình không nghe ai kể thì mình không nghe. Nói chung có mấy bữa trước năm 35 ngày trước có vô anh không uống nước trà, ngày qua anh không ngồi đây kể giấc tối mà chị ngồi bên đó chuyện không có qua chị mệt quá anh không kể nghe. Anh nói nó nằm ngày trước nó có nói với anh là nó nằm trên bao, nó gặp ông ba về rồi ngủ nó đi xe chơi, rồi nó nói ba em về đẹp trai lắm ngủ em đi chơi anh không ơi. Ông kia nói thì có những kỷ niệm vui không biết đó. Mình đâu có nghĩ là về cũng như vui rồi. Bởi vì thường thường mà nghe nói mà gặp những cái người đã phước rồi là thấy cái điểm đó nó không được tốt ha chị. Nhưng mà nó đâu kể ai nghe đâu, tại nó uống trà nha, tao chơi nói chuyện anh em nói chuyện. Chứ đâu có nghĩ là nó vậy. Dạ chị hôm qua chị có đi ra ngoài đó, em nhờ chị dẫn em ra ngoài để xem cái vị trí chút xíu ha chị. Hả? Má. Giúp con cháu đi. Con cháu gì nó cũng hay gan, nó cũng có nhiều đó. Thì nhắn là được rồi đó, qua chạy gì nè. Chạy la gì nè, bà con ơi, cứu cháu tôi, nó bị điện giật rồi, bà con ơi, cháu tôi. À, chuyển qua là sao? Chạy đường này hả chị? Ăn cái đường này đi thẳng ra luôn vậy nè. Chạy gì nè, tại người qua chạy, nó ngay cũng qua chạy gấp quá, cũng té, dắp té đây không chút. Dắp té rồi, ngồi đầu gì vậy, nó vậy đó. Mà sao chị qua chị hay tin mà chị chạy ra? Có thằng người cho hay, cháu, cho cái thằng đi chung á, cái thằng đi chung nó chạy cho hay gì nè. Mới chạy ra về qua nó dắp té. Chạy ngang cái đường này luôn hả chị? Chạy ngang gì nè, rồi dắp té ngay đằng cái. Nó ngang qua dắp té đây đằng cái. Dạ. Hả? Dắp té đằng cái mới chạy theo xéo qua đây nè, bớt người ta cứu cháu tôi nè. Đó, chạy gì nè, nó chứ theo đường chạy dài qua gì nè. Đường sình không á. Hiện gì sình qua, sình hơn, qua nó còn nước hơn. Đó, bên này chạy nó còn đỡ gì nè. Tới qua đây cái mương đâu có nổi đâu, không thấy. Giấc này đó cấp rồi, giấc này sáng công an vô cuộc rồi. Ngày qua không thấy gì nè. Chị phóng qua luôn ha. Ngày qua không thấy gì luôn nè, rồi mới té xuống gì nè đó. Ngày qua té gì đó. Vậy là chị té ăn cái qua té, luôn. Té bên đó ăn cái, bên đây ăn cái nữa. Rồi mới chạy vô cứu đi. Tại vì táo quả mình chạy gấp nó hả chạy chị? Gấp rồi chạy xéo bên đây nè, đâu dám qua đường đó đâu. Từ từ đi thôi chị. Chị qua gấp chắc chạy dữ hơn. Ngày qua chạy hơn qua này nữa. Ngày qua nó ngập hơn này không chị? Ngày qua ngập hơn chút. Nó bình nó biêu á. Nó chạy gì nè, chạy theo đường này nè. Cái đây là ốc bu vàng không là phải không chị? Đây ốc bu vàng không à, không có ốc đá. Là đất của ai chị? Đất của người ta. Là đi nhờ của đất đá luôn ha. Thì đi nhờ đó này, mình đi bắt ốc ở cua thì nhờ gì nè, xuống sau mình có gì mình hái mình ăn đó. Đó là gì nè. Cũng làm gãy ha, thấy là... Gãy xong rồi này trồng tơ, cái mấy cây này có điện nè. Đấy, thấy công an mới vô giờ đi giờ chắc vô ăn kết. Chắc gì quá. Chắc ở đây là cũng tới vô gì nè, bớ người ta cứu cháu tôi nè, chứ tôi kìa. Rồi không có lại đó nha. Cháu nằm xa xa mặc nguyên bộ đồ xanh thấy đó. Tốt đẳng ha. Đây nè, đây nè. Đây nè nó nằm đây nè đó. Đây là cái con trống này nè. Này luôn nó nằm ở đó rồi tôi đâu tôi ở đây hả? Tôi dây điện ở đâu đây nữa? Đừng dây điện nằm ở đó, đừng dây điện nằm dưới nước nè. Dây điện ở đây là đặt để làm gì chị? Hả? Dây điện đặt dưới nước chạy tới gãy này nè, tới mấy cây này nè. Cái đường dây điện nó nằm cái này nè. Rồi anh đi ra đây là anh bắt cái gì? Bắt ốc, bắt cua. Bắt
Rồi nó lỡ tới đó là điện giật nó luôn đó, nó nằm xuống đó. Nó nằm cái dũng đó đó, cái dũng đó là nó nằm ngay đó đó. Có chiếc dép đó hả? Thì đó, ngoài qua chiếc dép kia đem vô rồi, không phải. Không phải, ngoài qua không dép ngay đi chân không. Nhưng mà chạy không có chạy tới đây, tới đằng hơn đằng đó là chị la rồi. Thì thấy em cháu đó ngồi nằm ngay đó. Rồi mới chạy tắt qua đây la bớ thằng sớm cấp cơ dao. Không nằm ngay dũng đó nhưng mà nằm chắc bên đó, thằng cháu nằm ngay đó. Là nằm cộng dây chị ha. Cộng dây chị bên đó đó. Đâu chị qua chị chỉ là gần. Thôi quay đó đó nha chị đó, nha chị gần ngắn á. Đó vậy chị nằm vậy ngay là đó. Mấy cọng dây chì thứ này nè phải không? Ừ đúng rồi, mấy cọng dây chì này nè. Dạ. Nó chụp cái cây nó khều gãy gãy đó, nó chụp cái đó đó. Với lại đây là nước không mà. Nước không mà qua nó hơn hơn cái này chút. Chỗ đó nó hơi cao cao tới đây. Qua nước nhiều ha. Dạ. Qua nó hơi hơn chút. Chỗ này giấc này nó biêu nó gầm rồi, giấc này nó gầm rồi. Gầm vậy là chuyện quay là có mưa không chị? Không, qua không có mưa. Giấc chiều 5 giờ đó có mưa. Gầm nó lên đó ha. Gầm biêu đó, giấc chiều lên nó gầm biêu rồi. Cái dạng này là người ta trồng rau cây mồng tơi. Mồng tơi. Rau mồng tơi. Xui ha. Nè được trời qua em tôi không có là tới đó nghe, tôi đứng đằng này nhưng mà tôi la rồi. Rồi con nhỏ vợ đứng đây, thằng em đứng bên đó. Nhưng mà cuối cùng em nó quỵ ngay đó luôn. Rồi tôi chạy đắng tôi chạy vô đó tôi la xong tôi quẹo qua đây tôi đỡ em tôi không kịp. Có hai người đỡ phụ. Rồi chị chứng kiến luôn. Đúng rồi, em lớn em la mà em la em chạy vô em chạy tới chỗ đó luôn. Em vô tới cái nhà bà đó luôn em la không ai tắt hết trơn em la cho ngược qua bên đây. Nó nói nó tắt gọi nó trả lời là nó tắt gọi tôi đi. Nó ghiêng vô ghiêng cổng em vô cháu vô trước. Với lại ở đây xa cái xa, đây quá, cũng chạy xa vậy đó. Là lớn thà cũng ít nghe. Có nghe rồi anh thấy nãy giờ em la anh mấy anh có nghe không? Bác quá gần gần thôi. Chứ đông đó đâu có nghe anh đâu. Chỉ nghe ở đây thôi mà hơi rồi đó. Dưới đây đường tương nữa. Rồi qua chạy té hai quận luôn, mình mấy từ trên nó cái xịn không hả chứ quay được cái gì. À cỡ 5 giờ nó cấp kêu cho hay cỡ 5 giờ 15, còn cấp sau đem vô cũng cỡ 5 giờ rưỡi. Rất to chiều luôn ha. Đúng rồi, rất chiều. Cỡ 5 giờ rưỡi. Hai cho con nằm gần luôn. Thì thằng cháu gỡ lên thì thằng cha nó thuộc xuống nằm cái cắm như dây gì này thuộc cái gì nè. Bởi tay cái tay cha nó cứ anh chạy ra luôn á. Cũng như nó đớ đớ nó đỡ gì của chỗ đó nó chờ anh thấy nè cái bực lại gì nè đó anh đứng vậy thì anh gió gì thằng đất nó chờ kì nè nè đó đó vậy đó nó chụp vô cái dây điện. Đó. Nó chờ kì đó nó mới xui chứ nó biết có điện mà nó biết có điện. Nó nói em đi theo nó sau lưng. Ủa, em đi lượt mà đó ba chị em la làng đi cứu cháu mà. Em đi tới đó nhưng mà em không lợi nó em nói bớ người ta cúp cò dao giùm. Hôm qua anh Phước á ảnh cầm vô cái cọng dây nào chị? Đó, vậy dây nằm xỉu đó đó. Đó, vậy dây xỉu đó đó, đó đó, vậy đó xỉu ngang lên đó. Cọng dây đút rồi đó cả nhà. Đó, vậy dây chỗ đó đó. Bỏ dây này nè, dây xéo qua đó đó. Dạ. Bỏ dây này bỏ dây đó đó. Cỡ cái cây gãy nè cả nhà. Nó dây nó không nó biết kìa có điện nó mới nó vậy nè mà này nó trơn nè. Y như nãy đó nó lại xuống đó. Nó lại xuống nó chợt qua. Cả nhà thấy xung quanh ở đây là ngày ngày hôm qua là Thu Hiến sao chị đi theo hay là chị nghe tiếng? Nó vô cho hai, có một người cho hai à, tại vì cái thằng nó đi chung thằng bạn đi chung với thằng cháu đó đi bắt ốc chung nhưng mà nó thấy nhà này nó chụp giật ngay đó gọi nó đứng ở đây nó kêu kêu gì nè chắc đây là mình giá tỷ chắc mình nghi ngờ là đứng kìa cơ kìa cà mà kìa cơ xe thằng này không lên tiếng nó mới quay đầu chở vợ đừng vô xin tới đây nè nó kêu kiếm mẹ ăn kiệt coi cô mẹ ăn kiệt đâu thì mẹ nó đang rửa chén mẹ nó hỏi cái gì cái nhỏ này mợ năm có người kiếm mẹ mợ năm kìa thì nó nói cái gì cái thằng này nó mà mập mới mẹ ăn kiệt đâu rồi kiệt nó bị xỉu rồi không có nói lên tiếng kêu nó mấy tiếng nằm đây ẩn đâu xa tôi đâu dám lại đây đâu tôi kêu hai người em nó tránh ra tôi chạy vô kiếm chủ nhà tôi la đằng sau ta cúp cò dao chủ nhà mà ấy điện nói là chung ở mình đó mình ở trong đó không phải đất của người ta mình không đất của người ta không không nhưng mà cái hiện trường là người cha xỉu trước hay người con? Con chết trước. Yeah. Con trước. Đó trước còn cha mới chạy theo tại vì hai cha con hai chị em nằm ở nhà thằng con nó đi hô đi bắt ốc nó chạy ra rồi thằng này nó ngủ thằng này nó vô cho hay thằng này chạy trước thằng cha nó giật mình chạy theo là cha nó xỉn mà hơi xỉn xỉn hơn rồi nó ngay cũng có rượu nhậu tới một giờ nghỉ rồi mà tới 5 giờ chiều cũng bớt rượu rồi nó mẹ biết rồi còn kêu vợ ơi né ra điện nữa mà đám dỗ ra chắc sáng đó theo như em đoán là ra chắc thấy người con như vậy rồi nhào vô nhào không có nhào nhưng mà biết em ơi có điện thì thằng này nó biết mà nó lấy cái khều nhưng mà lỡ cái chân này chân này anh chị nó chạy đâu nó trơn gì nè nó chợt xuống nó chụp luôn cái dây này thì cái dây này tụt xuống hai vợ chồng chạy lượt nhưng mà đứa đứng bên đây đứa đứng bên kia thằng này nó không bưng qua kia còn vợ đứng bên đây đứa đứng vòng đó 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 cái dũng nước nước đó nó tới đây nè ở cấp cò dao ở ngoài sao có la ông ấy là dài vô từ ngoài đó la luôn đã nói kia cứu cháu rồi chạy là la bớ người ta cứu người cấp cò dao rồi la nhưng mà la tới đây gió đâu có nghe điện què gì đâu tới đâu người ta mới nghe hả chạy tới đâu người ta mới chạy nhưng mà người ta thấy la thì có mấy bà hiếm chạy theo sau lưng nhưng mà mấy bà không có dám ra nhưng bên đó nó nhìn nó nghe la mà nó không dám ra rồi đằng này mới có ba chị em nói chung là có ba hai vợ chồng nó với mình chạy xéo rồi đó còn hai chồng nó đứng đây rồi vô chổng thì nó cúp cò dao nó nói nó cúp cò dao rồi chửi nó thì quay lại cái ca tới đó hay nghe mình nó ngã nó mặc áo sọc á thấy chết mẹ em tôi nữa rồi thì nó gì thấy ngã nó tuột từ xuống vậy nè cũng như đã mình đi cái đó rồi mình chửi nó xong rồi mình quay ra thì nó cúp cò dao rồi mình thấy nó tuột xuống rồi nó dây điện nó tuột xuống đó rồi có gì chị ruột tại hôm qua gì đám giỗ
theo dõi bà cháu dẫn đi chơi, ra đây chơi bắt cua rồi ha. Thì anh em bạn bè rủ đi chứ không phải cháu nào, bạn bè nó rủ nhau đi. Cái chính là bắt cua với bắt ốc ở đây. Ờ, đúng rồi. Này nó thường thường đi bắt cua ốc, hàng ngày dùng cái này thì nó bắt cua ốc có rồi. Vậy đó nó. Công an vô làm việc giờ mình biết cái nguồn dây điện nó ở đâu chưa chị? Cái nguồn dây điện nè đây.